Cũng không có thể thiếu milk, full cream thôi. Cái light, light, ok. Bữa nay mình sẽ làm món này. Món này là nướng bình thường thôi, lăn trên chảo hoặc nướng trên bếp, trong bếp hoặc là air fryer đều được hết. Đơn giản đi. Dùng mở air fryer, sốt chế lên. Yeah, and mình rửa sạch rồi, mình cho một tí salt and pepper vô. Salt pepper. Mình để qua dĩa đi. Mình muốn cho một tí dầu olive lên cá nữa, cùng với muối tiêu. Mình cũng cho tí bột chiên lên. Tí thôi, không cần nhiều, tại vì không phải chiên giòn gì hết. Cái này nướng sơ sơ thôi. Giờ mình cho tí dầu olive là chính nè. Cho cá nó mềm tươi cùng với muối và tiêu á. Dạ. Mình cho tí sữa vô ha, sữa uống mỗi ngày á, không đường. Ra này có liều lượng hết à, cái gì liều lượng, nhưng mà tại mình cho đại rồi thiếu dư gì đó thì mình thử lại thôi. Ăn theo khẩu vị của mình, thành ra không phải là đầu bếp gì hết để mà phải 100 gram này, 50 gram kia, 200 gram nọ, rồi một muỗng cà phê này, một muỗng cà phê kia, nó không cần thiết. Rồi, mình cũng cho cái cream cheese vô nữa. Cho cái cream cheese vô. Rồi, mình cũng cho cái yogurt vô luôn. Chút cái yogurt vô luôn. Mình canh với cái 4 miếng cá của mình thôi, cho nên mình làm cái lượng sauce để đủ cho chế lên. Không có nhiều, không có ít. Mình sẽ canh canh cái mùi cho nó vừa ăn vậy đó. Cái sauce này nó sẽ nghiêng về chua.
tất cả là chua và không đường. Cá thì mình có ướp tí muối và tiêu, thành ra nó sẽ dịu lại. Mình sẽ cho tí rau mùi lên trên, rau mùi mình dùng basil thôi, basil khô. Ủa ngày sau nè, trồng có hai loại basil, basil Thái với basil Việt Nam, cái cây húng quế, lá quế mà mình ăn phở, với lại cái quế Thái mà để xào gà của món Thái á, mà làm biến ra hái hái băm băm mà thôi. Mình dùng cái loại khô ha, cái hộp khô luôn, mình sẽ rắc lên trên sauce trên mặt cá. Sôi lên tan hết ra, có bọt thì mình hất bọt, cho tí có lịch vô luôn này, băm nhuyễn hơn thì tốt, mình biến băm sơ sơ, tí tỏi. Lửa ấy bỏ tắt lửa hết ha, để cho nó khô lại tí, cho nó rest tí đi, tí thôi. Thì nó đã nguội rồi, nó nguội lại nhưng mà nó chưa có bị lạnh, nó nguội thôi. Mình cho nước chanh vô, kệ lên mình chút á, vừa ăn. Mình thêm tí basil lên, tí mùi thơm lên thôi, vừa phải. Chế lên trên cá nướng mà ăn là xong. Mình cũng lấy miếng mì mình ăn kèm với cá, mình cho bữa tối đơn giản. Cái này, cái hô miêu thì hai cái loại này làm cái đô ra cái bánh mì rồi cắt ra giống nhau thôi, nhưng cái này thì có cái hạt ở trong này cho giúp cho cái bụng tốt hơn, bao tử, thành ra mình sẽ ăn cái này. Cái này thì nhiều người nói cái miệng ăn vô bị ngán thôi, nhưng mà nó tốt cho bụng mình hơn, chua quá. Bớt đỡ lên. Rồi, để lên dĩa ăn cùng với cá là sau một ngày. Vậy thôi. Baby, let me reasonable here. You
sông sông thuyền tìm ra bến lớn, theo tiếng gọi làn con sông hơi xa, thuyền có hay sông lặng lòng im ắng vẫn đợi thuyền nhớ bến xa quay về. Này em đi để mình anh đứng đó, em có hay lòng anh mãi thương em, đừng cánh xa cho mi buồn đẫm lệ, giờ vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bò mang nắng dòng sông trôi buồn bã, có phải em gọi quên đi tất cả ngày sống thuyền thì chung một bên. Are comparable in structure and gait. Big We're the same. Are high-